lâu lâu cũng phải nhắc lại cái tuyến metro này để biết rằng là Sài Gòn mình có một tuyến metro đang thi công anh chị. Chứ đôi khi 10 năm, mười mấy năm lâu quá rồi. Hy vọng là 30 tháng 4 anh chị nha. Hẹn gặp cô bác anh chị ở trên cầu Thủ Thiêm. Chứ coi chừng lố nữa. Đây có kèm Bạch Đằng anh chị ha. Ngay góc này còn có cái rạp Casino Sài Gòn. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Dạ, bây giờ là 12 giờ đúng luôn. Trưa ngày 24 tháng 3 năm 2022. Và em xin mến chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui. Bây giờ thì em đang đứng ở trên con đường Trần Hưng Đạo đây anh chị. Ngày hôm nay là phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, quận nhất. Bên mé tay phải của em phía trước thì chúng ta chạy lên cầu Camet đi về quận 4 và khu chợ dân sinh đó. Góc bên phải em có một cái dãy nhà cũ ở đây. Ngày hôm nay cái vị trí này người ta bán khá là nhiều cái thiết bị y tế, đo huyết áp, tim mạch, máy đo nồng độ SPO2 trong cái mùa dịch ra đây mua cũng nhiều thưa anh chị. Và xuất phát ở ngay vị trí này trong buổi trưa ngày hôm nay, em mời cô bác anh chị chúng ta cùng nhau cập nhật một vài hình ảnh mới lạ, mới và lạ lắm của Sài Gòn. Khu vực này là tuyến metro số 1. Chúng ta cùng nhìn lại một vài cái hình ảnh của tuyến metro số 1 ngày hôm nay nó như thế nào. Anh chị có thể thấy cái rào chắn ở đây đó, dọc theo cái bụng binh công trường Quách Thị Trang, rồi tuyến đường Lê Lợi, đại lộ Lê Lợi đó. Có nhiều cái vấn đề xoay quanh cái tuyến metro số 1 này lắm. Nhưng mà cái vấn đề cơ bản nhất là nó trễ quá nhiều anh chị. Chúng ta xây 20 km, chúng ta làm 20 km mà 10 năm rồi. Tính đến cuối năm, theo tới thời điểm hiện tại, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động là cuối năm 2023, là coi như chúng ta mới được đưa vào hoạt động là hơn 10 năm 11 năm. Tuyến metro này khởi công vào năm 2012 là bắt đầu đó. Còn trước đó thì những cái dự toán, những cái kế hoạch mặt bằng này kia là cũng 2010 đó. Và cho tới bây giờ cũng hơn 10 năm rồi, cũng thấy chưa có đâu vào đâu thưa anh chị. Và nó cũng đã xuống cấp một số cái hạng mục, xuất hiện cái lỗi, cũng như cái công nghệ nó bắt đầu nó lỗi thời đi. Thì hôm nay em mời cô bác anh chị cùng nhìn lại cái tuyến metro này và chúng ta cập nhật một vài điểm mới ở khu Ba Son, Hải Quân Công Sự ngày xưa, trên con đường Bến Bạch Đằng, Cường Đệ và ngày nay là Tôn Đức Thắng thưa anh chị. Bây giờ thì em mời cô bác anh chị cùng lăn bánh từ từ tới phía trước. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ thì cũng không có quá cao đâu, khoảng 31 độ, 32 độ thôi, nhưng mà cái tia UV ngày hôm nay rất là cao thưa anh chị, rất là nguy hiểm đó. Ở đây thì em mời cô bác anh chị nhìn lại một vài cái hình ảnh phía trước công trường Quách Thị Trang. Ngày hôm nay nó thay đổi khá nhiều. Ở bên phải của em ở đây sắp tới là một cái khu căn hộ cao cấp, giá cả đắt đỏ, và đây là con đường Camet thưa anh chị. Đây, hướng đi lên cầu Camet và về quận 4. Còn hướng này anh chị có thể thấy là cái lô cốt nó trắng dài như thế này. Tuyến metro số 1 đây anh chị. Cứ mỗi lần đi ngang đây là lại cứ thắc mắc không biết tới khi nào. Chắc có lẽ là tới đời con mình, đời cháu mình chăng. Rồi, em mời cô bác anh chị chạy từ từ ở ngay vị trí này. Chúng ta cập nhật một vài cái hình ảnh. Ở đây lúc trước thì có một cây xăng và cái trạm xe bus. Bây giờ thì dời đi rồi, dời về công viên 23 tháng 9 đó anh chị. Phía trước anh chị có thể nhìn thấy tòa nhà Bitexco. Ngày hôm nay thì cái tuyến metro này nó còn bị vướng nhiều thứ lắm anh chị.
Thứ nhất đó là cái công ty vận hành nó không đủ chi phí để đưa vào hoạt động, lái tàu, nhân viên không có tiền để trả lương luôn. Bây giờ đang còn xin cấp vốn. Cái thứ hai nữa là cái công nghệ thanh toán của cái tuyến metro này nó lạc hậu rồi anh chị. Bây giờ chỉ có 3 phương án thanh toán thôi. Em dừng đèn đỏ một chút. Và chủ yếu ta vẫn dùng tiền mặt. Đó. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi. Thời buổi em thanh toán một cái món hàng ở nước ngoài là trong vòng khoảng 10 giây là xong. Nhưng mà tuyến metro số 1 này chúng ta vẫn phải thanh toán bằng tiền mặt. Ở phía trước đây là con đường Hàm Nghi, anh chị đi về bến Bạch Đằng. Con đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay. Em mời cô bác anh chị chạy thẳng con đường Hàm Nghi một đoạn nha. Sau đó các em quẹo ngược về. Ở đây thì anh chị còn có thể nhìn thấy được đây. Ngày nay cái tòa nhà này công ty vận tải đường sắt Sài Gòn, sở Hỏa Xa ngày xưa thưa anh chị. Một cái công trình kiến trúc khá là đẹp ha. Và em muốn dừng lại ở đây một chút. Anh chị có thể nhìn thấy được rất là nhiều cái tòa nhà Bitexco này. Rồi phía sau sở Hỏa Xa này thì cái Sài Gòn Center đó. Rồi bên tay trái em ở đây hướng về chợ Bến Thành. Ngay chỗ cái bùng binh công trường Quách Thị Trang này, mai mốt chỗ này nó sẽ là một cái giếng trời có lối đi xuống rất là đẹp, thích hợp để selfie chụp hình. Không biết tới khi nào chúng ta được đi tuyến metro, cũng rất là mong đợi anh chị, nhưng mà riết rồi thấy cũng chán luôn. Chợ Bến Thành anh chị có thể nhìn thấy đó, riết rồi cũng chán luôn. Hướng này chúng ta cũng có thể đi về đường đại lộ Lê Lợi nha, thiệt chứ. Một cái công trình như thế này mà xây tới hơn 10 năm rồi chưa có đi vào hoạt động được, riết rồi mình cũng nạn thiệt chứ anh chị. Rồi bây giờ thì em mời cô bác anh chị chạy cái con đường Hàm Nghi này anh chị ha. Một đoạn rồi em sẽ quay ngược lại thôi để đi theo cái tuyến metro. Cái tuyến metro này thì bên phải em đây là con đường Phó Đức Chính anh chị nha. Có nhà của chú Họa ngày xưa, ngày nay là Viện Bảo tàng Mỹ thuật thì phải. Xe bus ở đây có nhiều trạm lắm. Bên trái của em đây nè, ngày hôm nay vẫn bắt xe bus ở vị trí này anh chị ha. Con đường Hàm Nghi. Lâu lâu cũng phải nhắc lại cái tuyến metro chứ. Ở đây là cấm quẹo trái. Con đường phía trước là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì phải anh chị, Công Lý. Ở đây có Vinbus nè. Bên trái của em ở đây có xe bus điện của Vingroup. Chạy lên nè anh chị. Bên mé tay trái của em nè, dừng xe. Đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công Lý ngày xưa. Lên phía trên thì em sẽ quẹo ngược trở lại thưa anh chị. Ở bên phải ở đây anh chị đi ra cầu Móng ngay hội trường Duyên Hồng ngày xưa, hôm nay là sở giao dịch chứng khoán đó. Con đường này nó có nhiều cái công trình cũ và mới, toàn là những cái tòa nhà cao tầng khá đẹp thưa anh chị. Đây Vinbus, xe bus điện của em màu xanh bên trái đây đó, đang chạy đó, em cũng chưa có đi. Có máy lạnh rồi kia cũng đẹp lắm anh chị, nghe đồn vậy.
Rồi phía trước đây thì em sẽ quẹo trái con đường Baxter để quẹo ngược trở lại, quẹo ngược trở lại tuyến metro anh chị. Cắt chú chim bồ câu. Rồi xong. Xong. Xong, rút cây bà tòn ra. Xong. À, bên trái anh chị đây con đường Baxter đi về viện Baxter thưa anh chị. Em chờ đèn đỏ theo cái đường, em chờ đèn xanh theo cái đường Baxter em chạy. Dãy nhà cũ này trên đường Baxter, rất là nhiều cái hình ảnh kỷ niệm ở vị trí này. Nhưng mà hôm nay em muốn cập nhật tuyến metro, tình hình tuyến metro ngày hôm nay đến cô bác anh chị trên con đường Hàm Nghi đó. Và em đang chạy con đường Hàm Nghi ngược về lại chợ Bến Thành, ngược về lại tuyến metro. Đây là giao lộ giữa con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hàm Nghi. Nam Kỳ Khởi Nghĩa là công lý năm xưa đó anh chị. Và em lại nhìn thấy sợ hỏa xa công ty đường sắt ngày hôm nay đó anh chị. Và như em chia sẻ lúc nãy thì lâu lâu cũng phải nhắc lại cái tuyến metro này để biết rằng là Sài Gòn mình có một tuyến metro đang thi công anh chị. Chứ đôi khi 10 năm, mười mấy năm lâu quá rồi, nhiều khi đi ngang mình cũng không quan tâm luôn á anh chị. Lâu quá là không quan tâm luôn. Ở đây em mời anh chị quẹo vào khu vực chợ Bến Thành, vùng bên công trường Quách Thị Trang. Anh chị có thể nhìn một vài cái hình ảnh của cái tòa nhà ở đây. Vị trí này tính triệu đô là đúng rồi anh chị. Mai mốt nó xây xong nó đắt lắm. Em cũng không biết ngày xưa ở đây là cái vị trí gì, chắc có lẽ là cũng là một cái khu chung cư cũ thôi. Còn bên tay trái của em là có dinh thự của chú Họa, góc Phó Đức Chính anh chị ha. Đó, ngày hôm nay đó là bảo tàng mỹ thuật thì vậy. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị quẹo phải. Ở đây em xin chia sẻ lại với cô bác anh chị, đó là tuyến metro nha, metro số 1. Đấy, nhiều khi rồi quên, không nhớ. Chợ Bến Thành đây anh chị. Và em mời cô bác anh chị quẹo vào con đường đại lộ Lê Lợi. Đúng cái tuyến metro này thì xuất phát từ đây đó, và sẽ đi ngầm về cái nhà hát lớn là Hạ Viện ngày xưa. Bên phải em là con đường Huỳnh Thúc Kháng. Đây bệnh viện Sài Gòn ha, cũng là một cái khu đất và của chú Họa. Khu đất của chú Họa xây dựng lên đây, bệnh viện Sài Gòn. Và chúng ta cùng nhìn lại một vài cái hình ảnh ở ngay cái vị trí này, ít nhất là những cái dãy nhà trên con đường Lê Lợi đây anh chị. Mười mấy năm trời người dân ở đây người ta bỏ đi luôn á. Và may mắn là đã trả lại được một đoạn ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ đó anh chị, chứ không là bây giờ cũng còn rào chắn dài lon thon, cũng mệt mỏi lắm.
mặc dù chúng ta mở cửa du lịch rồi, đón khách quốc tế rồi, nhưng mà vẫn vắng vẻ lắm anh chị. Ngày nay thì cũng không có mấy người đi du lịch. Việt Nam mình dịch cũng giờ còn quá trời mà. Ở bên trái em mời anh chị nhìn một chút, may quá ở đây có một cái hàng rào nhìn thấy được bên trong. Theo như công bố thì cái đoạn Lê Lợi còn lại đây thì có thể là người ta sẽ trả mặt bằng trước ngày 30 tháng 4, hy vọng là như vậy. Nhưng mà chắc em nghĩ là không xong đâu, bây giờ thấy còn chưa có đâu ra đâu hết mà. Phía trước anh chị là ngã tư con đường Baxter và Lê Lợi. Bây giờ thì em chạy thẳng tới phố đi bộ Nguyễn Huệ anh chị nha, đi theo cái tuyến metro này nè. Tuyến metro này chính xác là dài 19,7 cây số km. À đây không phải ngã tư Baxter, em nhầm, đây là ngã tư con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Lê Lợi. Công lý năm xưa đây, Takashima. Thường họ trang trí Noel Tết nhất ở đây rất là đẹp. Rồi em muốn mời cô bác anh chị nhìn một vài cái hình ảnh ở khu vực này. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công Lý, những cái dãy nhà phía trước, những cái dãy nhà hai bên của con đường Lê Lợi, đại lộ Lê Lợi này. Hướng thẳng nhìn về nhà hát lớn. Đây là Baxter và con đường Lê Lợi, đại lộ Lê Lợi thưa anh chị. Bên trái anh chị sẽ chạy về huyện Baxter và em cũng sẽ dừng lại để anh chị một lần nữa nhìn lại những cái hình ảnh ở đây. Đây có kèm Bạch Đằng anh chị ha, ngay góc này còn có cái rạp và Casino Sài Gòn đó. Bây giờ nó là cái tòa nhà bảo hiểm Liberty thì phải, em nhớ như vậy. Góc này có Casino Sài Gòn. Rồi, bên phải của em góc này thì có Thương Xá Tắc ngày xưa, đúng không anh chị? Cái thời mà Thương Xá Tắc phá bỏ khoảng 24-26 thì lúc đó em chưa có thực hiện những cái clip như thế này và cũng chưa có đi lòng vòng Sài Gòn nhiều. Thời đó còn mới ra trường, còn đi làm, ít đi lắm anh chị. Em rất là ít đi lang thang Sài Gòn, ngoại trừ cái việc mà làm cái công việc đi quay này vài năm trở lại đây thôi, chứ ngày trước em là chúa làm biến đi luôn loanh quanh nơi mình ở thôi. Thương Xá Tắc, một biểu tượng một thời, có tuổi đời hình như em nhớ là khoảng 130 năm tính cho tới cái thời điểm mà nó bị phá bỏ đó. Bây giờ đang chuẩn bị xây một cái tòa nhà trung tâm thương mại ở cái vị trí này, góc Lê Lợi và Nguyễn Huệ đây anh chị. Rồi em cũng không quên đi qua coi cái metro này hôm nay như thế nào. Rồi tuyến metro đó đang làm cái đoạn này sẽ trả luôn, không biết là trả đường Lê Lợi là trả cái đoạn này hay là cả người hay là nguyên cả con đường. Em nghi cái đoạn này thì đúng hơn nè, đoạn này đang bắt đầu trải nhựa lên nè, có lẽ là đoạn này rồi, chứ cái đoạn ra tới chợ Bến Thành em thấy còn ngổn ngang lắm. Đó em đang đi theo cái hướng gọi là cái hướng đi của tuyến metro luôn anh chị. Đây là cái ga. Ga ngầm ha. Rồi bên mé bên kia của công trường Lam Sơn, trước nhà hát lớn Hạ Viện đó, có một cái ga ngầm nữa. Lâu lắm rồi cũng chưa ghé phố đi bộ.
Giá vé thì hình như là từ 6.000 tới 23.000. Cái chi tiết thì có lẽ là em sẽ đọc lại thêm, chưa có chia sẻ đến anh chị được. Đây là con đường Nguyễn Huệ anh chị ha, và em sẽ quẹo bên tay phải đây đi thẳng lên đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay, bến Bạch Đằng năm xưa đó. Đi bên này cho nó mát. Và như em chia sẻ lúc đầu đó, tuyến metro ngày hôm nay gọi là cái tuyến tàu cũng hiện đại bậc nhất của Sài Gòn mình. Mà bây giờ xé vé mua vé xé vé đồ này nọ nghe nó cũng hơi lù đù như thế nào á anh chị, nghe nó sao sao á. Và bây giờ hiện tại thì đang có cái kế hoạch là chi thêm mấy trăm tỷ nữa để bắt đầu đào tạo nâng cấp cái hệ thống. Hai mươi cây số mà xây trong vòng hơn 10 năm thì anh chị thấy là nó lạc hậu cũng đúng. Em nghĩ đến khi nào mà mình bắt đầu vận hành được chắc có lẽ là nó tụt hậu luôn chứ. Tụt hậu luôn đó chứ. Khổ thiệt. Thật sự thì em nghĩ là em cũng trông đợi nó để chia sẻ với cô bác anh chị thôi. Chứ còn mà thật ra thì em cũng rất là ít đi đây đi đó du lịch, mà giờ đi tuyến metro này chắc có lẽ là em cũng ít đi lắm anh chị. Nó chỉ chạy từ đây xuống Suối Tiên thôi, thì thật sự nó không có tiện một chút nào. Khi mà em ở cái hướng Nam á, hướng quận 7 Nhà Bè đấy, chỉ có những người đi làm đi đồ trên cái tuyến đường metro thì họa may là em thấy nó thuận tiện đó. Còn mà cái việc mà đi du lịch thì em thấy từ đây xuống Suối Tiên thì chỉ có mỗi Suối Tiên thôi, chứ không có cái chỗ nào để du lịch. Và anh chị thấy cái tuyến số 1 mà còn như vậy thì tuyến số 2 không biết tới bao giờ. Đây là con đường Ngô Đức Kế, và cái tòa nhà bên phải của em đây là Tổng Nha Ngân Phố năm xưa. Bây giờ nó cũng là kho bạc thành phố Hồ Chí Minh đó. Kiến trúc rất là đẹp. Rồi bây giờ thì em sẽ quẹo trái trên con đường Nguyễn Huệ này, đi ngược về để chạy ra công trường Mê Linh. Phía trước anh chị là bến Bạch Đằng nhé. Và em đang chạy về cái tuyến metro theo cái lối đi. Và có thể là em cũng sẽ cập nhật một vài cái hình ảnh của cầu Thủ Thiêm ngày hôm nay. Bên kia là bến Bạch Đằng, bến Bạch Đằng buổi trưa. Rồi em quẹo ngược lại con đường Nguyễn Huệ này, đi về hướng tòa Đô Chánh, ủy ban thành phố ngày hôm nay. Con đường Nguyễn Huệ này ngày xưa nó một dạng trên bến dưới thuyền anh chị ha, cái kênh. Sau khi mà lấp con kênh thì người ta còn gọi con đường này là đường Kinh Lấp, là Kinh Lấp. Rồi em mời cô bác anh chị quẹo phải Ngô Đức Kế để em chạy thẳng ra công trường Mê Linh. Ở đây là con đường Đồng Khởi Tự Do ngày xưa và con đường Ngô Đức Kế. Anh chị có thể thấy những cái kiến trúc khách sạn ở đây nó vẫn rất là đẹp. Có một cái chút cổ kính hoài niệm nào đó. Trên con đường Ngô Đức Kế này cũng đẹp ghê anh chị. Thẳng tắp, hai bên xe ô tô đậu giống như cái phố của nước ngoài á. Hoài niệm một chút. Em thấy bên Ý, bên Pháp, người ta có những cái vị trí, có những cái công trình cổ, nó nhìn nó đẹp lắm anh chị. Và ra cái khu phố trung tâm này thì cũng có một vài nơi như thế. Tuy nhiên thì càng ngày có chừng nó lại bị càng thay bởi những cái tòa nhà. Phía trước đây là tượng Đức Thánh Trần, cũng như là khu vực này là công trường Mê Linh.
Ngày hôm nay thì được trả lại rồi anh chị, trả lại cái lư hương. Em nhìn từ đây, ồ, tượng Đức Thánh Trần bị che ở phía sau một cái cây me rồi. À, thời đệ nhất Cộng Hòa thì là tượng tượng Hai Bà Trưng, nên anh chị thấy là có đường Hai Bà Trưng chạy về luôn. À, thời đệ nhị Cộng Hòa thì mới có tượng Trần Hưng Đạo nhìn ra sông Sài Gòn và đặt theo thêm bến Bạch Đằng nữa. Đó, nhắc lại một chút xíu để anh chị nhớ thôi. À, bây giờ thì em sẽ quẹo trái con đường ngày nay là Tôn Đức Thắng này, để chạy về hướng Hải Quân Công Sượng, khu Ba Son ngày hôm nay. Và mời cô bác anh chị cùng với em nhìn một vài cái hình ảnh của cầu Thủ Thiêm. Đứng đây là cái view đẹp này, nhìn được tượng của Đức Thánh Trần. Đó, hùng dũng, nguy nga. Và nhìn luôn được cả bến Bạch Đằng trong một cái buổi trưa như thế này thưa anh chị. Đây là cái ga Waterbus. Rồi, bây giờ thì em quẹo trái. Xe rất là đông, phải từ từ một chút anh chị. Hôm nào em dắt bé nhà em với lại vợ đi Waterbus này. Đó. Chứ còn mà em đi một mình thì cũng buồn lắm. Rồi, em đi qua đường anh chị. Đứng ở đây thì anh chị có thể nhìn thấy luôn được cả cái lư hương. Đây em zoom thiệt là to lên nè. Đó. Anh chị nhìn thấy cái lư hương này là cái lư hương cũ hay mới? Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị đi xuống hướng cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2 anh chị nha. Cũng như là bên trái em ở đây có khu vực Hải Quân Công Sượng. À xin lỗi anh chị, Bộ Tư lệnh Hải Quân ngày xưa này. Ở khúc này thì anh chị có thể nhìn một chút khu vực cầu Thủ Thiêm 2. À, em đứng ở đây. Đây là cái lối đi xuống anh chị, người ta đang làm cái lối đi xuống từ trên cầu Thủ Thiêm, hướng từ Thủ Thiêm đi qua đây thì có cái lối đi xuống đây. Đó. Em zoom một xíu anh chị thấy cái cầu Thủ Thiêm này, cầu dây văng. Nghe đâu là sẽ được thông cầu cho tới trước ngày 30 tháng 4 năm nay, và cũng sau nhiều lần tạm hoãn thi công, thiếu vốn, thiếu tùm lum, thiếu mặt bằng đồ này kia, bị vướng ngay chỗ cái cảng Ba Son đó anh chị, nhà máy đóng tàu Ba Son đó, Hải Quân Công Sượng ngày xưa đó chứ không phải cảng Ba Son đó, Hải Quân Công Sượng đó bị vướng đó. Bây giờ mới thi công được và nghe đâu là 30 tháng 4 này, hy vọng là 30 tháng 4 này đó. Và bây giờ thì em cũng sẽ mời cô bác anh chị cùng đi với em lang thang ở đây. À, em đi buổi trưa như thế này rất là đỡ kẹt xe, chứ buổi chiều là cũng mệt mỏi lắm anh chị.
buổi chiều là kẹt xe ghê lắm. Bên máy tay trái của em ở đây là Bộ Tư lệnh Hải quân, tòa nhà màu vàng này, nó vẫn như thế, nó được sơn lại. Và mời anh chị nhìn kỹ lại một chút cái cầu Thủ Thiêm, hôm nào em đi mé bên kia đi qua xem như thế nào, mé bên Thủ Thiêm đi qua. Trời ơi, trời nắng quá mà em cứ nhìn cái view em không thấy gì luôn. Chỗ này người ta tháo cái dây ra rồi nè. Đây anh chị, tháo dây ra nè. Nhìn ở bên kia vùng đất Thủ Thiêm, vùng đất mà đấu giá xong rồi bỏ chạy đó anh chị. Còn đây là hình ảnh của cầu Thủ Thiêm và cái lối đi bộ xuống. Cái lối dòng xe trên cầu Thủ Thiêm đi xuống. Em mời cô bác anh chị cùng nhìn một chút cái khu vực này. Đó. Cầu Thủ Thiêm đó anh chị. Hy vọng là 30 tháng 4 anh chị nha. Hẹn gặp cô bác anh chị ở trên cầu Thủ Thiêm. Chứ coi chừng lỗ nữa. Nhìn cũng đẹp. Ở Sài Gòn mình đây là cái cầu có lẽ là đẹp nhất và hiện đại nhất nữa. Mới xây sau này mà. Rồi em mời cô bác anh chị cùng với em lang thang tiếp tục. Đấy, cái đường này là bây giờ người ta trải nhựa rồi nè anh chị. Đó. Bên kia là Bộ Tư lệnh Hải quân. Nhìn về khu vực của công trường Berlin, tượng Đức Thánh Trần đây. Rồi, em chạy tiếp tục tới con đường Cường Để. Ngày nay nó là Tôn Đức Thắng luôn á anh chị. Hàng cây ngày xưa chặt bỏ rồi, không còn nữa. Đó, tuyến metro số 2 thì từ ngay chỗ công trường Quách Thị Trang, Bến Thành chạy về khu vực nhà hát lớn, tức là Hạ Viện ngày xưa, rồi đi về phía Hải quân công xưởng này là cái nhà máy đóng tàu Ba Son. Đó, bắt đầu chạy ra khu Văn Thánh anh chị, rồi lên Tân Cảng ha, rồi về kết thúc cái tuyến metro số 1 này là ở bến xe Suối Tiên. Đó. Sài Gòn ngày nay thì mới và lạ. Mới thì có thể là cái khu cầu Thủ Thiêm này. Đó, còn lạ thì chắc là cái tuyến metro. Nó lạ lắm anh chị. Xây cả hơn 10 năm trời không xong đó. Buồn thôi rồi. Sau biết bao nhiêu lần đội vốn thì bây giờ tổng cái số vốn đầu tư là khoảng chừng 43.700 tỷ cho cái tuyến metro số 1 dài 20 km. 43.700 tỷ.
Phía trước đây là anh chị thấy cái cầu Thủ Thiêm đó, ngay cái góc này là Hải quân Công Sượng nè. Hải quân Công Sượng, nhà máy đóng tàu Ba Son. Và cầu Thủ Thiêm là đây là cái nhánh chính từ bên Thủ Thiêm đi xuống, ngay con đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay, đường Đệ năm xưa. Chỗ này bây giờ tháo ra được đi rồi nè. Đó, lúc trước là không được đi cái đoạn này ha. Mới mấy ngày trước là không được đi. Ở đây có cái ga anh chị. Đây em đứng một chút ở phía dưới này. Bây giờ người ta đang nghỉ trưa đó. Mới làm con đường này cho xe nó dễ đi, chứ ngày trước kẹt xe dữ lắm. Thì anh chị thấy bên tay phải của em ở đây là hướng ra sông Sài Gòn. Đó, bên tay trái đây là cái khu vực đường Cường Để ngày xưa này. Đó, chân cầu Thủ Thiêm này. Dưới này mát quá anh chị. Mai mốt dưới này chắc là có bán hàng rong rồi nước non đổ đây, nghỉ chân đổ đây được luôn. Đó, ngay chỗ này anh chị thấy phía sau cái xe, máy sau cái xe ủi xe xúc gì đây là cái ga metro đó, xuống ở đây ga ngầm. Đây anh chị, đó, cái gà ở đây và khu Hải quân Công Sượng đây. Bây giờ thì cũng không còn dấu tích nào nhiều. Ngày hôm nay ở đây thì hôm qua hôm kia mới khởi công một cái khu, trung tâm rất là lớn thưa anh chị, có tên là Sun Tower. Mới khởi công một cái khu này ngay cái ngã ba giữa con đường Nguyễn Hữu Cảnh và con đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay luôn. Mời cô bác anh chị nhìn một vài hình ảnh ở đây rồi em sẽ đi. Đó, cái tuyến metro đó. Rồi từ đây anh chị sẽ đi lên ngay chỗ cái khu Văn Thánh là bắt đầu đi trên cao rồi, tuyến metro đi trên cao rồi, chạy qua cầu Sài Gòn đi thẳng hướng về Thảo Điền, về Bình Thái, ngã tư RMK và đi xuống Suối Tiên. Thì trong Sài Gòn là nó đi ngầm ra ngoài xa lộ Biên Hòa cũ đó anh chị, nay là xa lộ Hà Nội đó, thì nó đi nổi ở trên. Và khu nổi ở trên đó thì chưa đi, nhưng mà nó bị gọi là mấy cái gối cao su của nó bị trật nhịp các cái dầm cầu. Nói chung là nó cũng nhiều vấn đề lắm. Thì bây giờ chưa bàn tới những vấn đề đó, giờ là chị bàn tới cái vấn đề là khi nào đi được thôi. Khi nào được đi thôi, hoàn thành thôi. Mời cô bác anh chị nhìn một chút cái khu vực Hải quân Công Sượng ngày xưa. Đó. Rồi ở đây thì từ bên Thủ Thiêm chạy qua cầu đi xuống, phía trước là con đường em đang chạy trên con đường Tôn Đức Thắng Cường Đệ, hướng đi về ngay đường Lê Duẩn Thống Nhất ngày xưa đó anh chị. Trời bây giờ đang rất là nắng. Đây là ngã ba con đường Nguyễn Hữu Cảnh và con đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay. Bên phải anh chị quẹo về cầu Sài Gòn Tân Cảng. Và vị trí này chắc là em tạm dừng các clip. Chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an và nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và đừng quên để lại cho em một like, share, subscribe, đăng ký để nhận được những cái clip mới mỗi ngày. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Bye bye.